Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để review hai loại thuốc giết côn trùng ở trong vườn. Thì khi mình làm vườn thì ở trong vườn xuất hiện rất nhiều loại con côn trùng các bạn, như là kiến cũng có mấy loại, kiến đen, kiến nâu và kiến lửa, rồi con bọ xít, rồi con mối, rồi con bọ xít nâu, bọ xít xanh, đủ loại hết. Thì nó tàn phá cây cối của mình. Thì hôm nay mình may ra vườn để giới thiệu với các bạn hai loại thuốc giết côn trùng và review xem coi cái loại nào tốt hơn. Thì xin giới thiệu với các bạn, đây là hai loại thuốc mà Quỳnh Mai thường xài. Cái cây màu đỏ là của cái hãng Garden Tech Sivin, và cái cây màu xanh là Otho, của hãng Otho. Thì cái cây Sivin này nó giết đến 100 loại côn trùng khác nhau các bạn. Trong đó thì có con bò xít của Nhật, rồi con sâu màu xanh, rồi con bò nhện nhện, rồi con kiến. Nói chung là nó giết được 100 loại côn trùng khác nhau để nó phá cái vườn mình đó các bạn. Còn cái chai thứ hai màu xanh này của hiệu Otho thì nó giết 3 con các bạn đó. Con bò xít của Nhật, con kiến đỏ, rồi cái con mai là cái con màu xanh đó các bạn. Rồi ngoài ra nó trị được bệnh ở đốm đen ở lá các bạn. Thì cái hiệu Otho này nó chỉ trị 3 loại con côn trùng mà nó đăng cái hình lên. Thì sau khi xài xong thì Quỳnh Mai thấy cái chai màu xanh nó tốt hơn cái chai màu đỏ, tại vì nó chuyên trị 3 con thôi các bạn, nó không có bao quát hết. Nó giết được như cái hãng Sivin thì nó giết được 100 loại côn trùng, còn bên đây chỉ giết 3 loại thôi. Thì nó đặc trị các bạn. Thì khi mà Quỳnh Mai mua về xịt lên cái con bò xít của Nhật cánh màu xanh đó các bạn, nó thường xuất hiện ở cây bông hồng, thì mình thấy là mình xịt đó cỡ 10 ngày sau là không thấy nó xuất hiện nữa các bạn. Rồi cái lá cây bông hồng mà nó bị đốm đen vàng thì mình xịt lên thì nó cũng trị dứt được. Rồi về con màu xanh này nó ưa phá cái dây khổ qua của mình, thì mình xịt nó cũng đi bớt các bạn. Thì nói chung lại là cái tác dụng của cái hiệu Otho, Quỳnh Mai thấy là nó tốt hơn, mình xài nó đặc trị vậy nó tốt hơn cái chai Sivin, tại vì cái chai này nó trị tới 100 loại côn trùng. Rồi Quỳnh Mai cũng có xài, cũng có xịt rồi thì thấy nó kém tác dụng hơn các bạn. Thì đây là hai loại thuốc mà những hãng thuốc nó chế ra để giúp cho nông dân xịt những con côn trùng phá hoại ở trong vườn của mình. Thì thuốc trị này theo Quỳnh Mai nghĩ là nó là chất thuốc, nhưng mà cũng không có hại đến sức khỏe con người.
tại vì ở trong này người ta cũng có dặn mình là xài bao nhiêu square feet thì mình xài bao nhiêu, mình xịt bao nhiêu vậy đó các bạn, nên cũng không có hại gì lắm. Nhưng mà nếu mà các bạn bạn nào kỹ cẩn thận thì nếu mà các bạn chế được như nhiều người là dùng ớt cay nhất để đâm ra rồi pha với rượu alcohol rồi xịt lên những cái rau cải mà bị sâu đó các bạn, bị sâu màu xanh như cái con này, con xanh màu xanh đó, thì xịt nước ớt lên thì cũng có tác dụng, cũng diệt được nó. Hoặc là xịt lên những cái con bọ màu nâu, màu xanh và những con kiến màu đỏ chẳng hạn thì nó cũng bớt đi, nhưng mà không có diệt hẳn các bạn. Thì Quỳnh Mai cũng có lúc là dùng cây ớt của mình, tức là cây ớt bò cạp. Đây, cây ớt bò cạp của mình nó đã có trái chín đỏ rồi nè các bạn. Thì mình dùng cái trái ớt cay, thật cay này để đâm ra, rồi mình pha với alcohol, rồi mình xịt lên cái lá cải. Tại vì cây cải mình trồng đó, mình không có xịt thuốc lên được, nên Quỳnh Mai xịt cái nước ớt mà pha với alcohol rồi xịt lên để diệt những cái con sâu đo màu xanh hoặc là màu đen, thì thấy nó cũng bớt các bạn. Tại vì cái độ cay của cây bò cạp này nó cay tới 2 triệu dương nhiệt, nên mình xịt lên thì những cái con đó nó chịu nóng không được thì nó sẽ chết các bạn. Thì các bạn nhìn thấy là cái cây mãng cầu của mình mới ương mà tự nhiên lủng hai cái lỗ ở trên cái lá vậy. Đó chính là côn trùng phá hại đó các bạn. Một là con sên không vỏ, hoặc là con sên có vỏ nó lên nó ăn cái lá mãng cầu này. Rồi về bệnh lá thì các bạn thấy cái lá nó màu vàng nè, là cũng là bệnh đó các bạn. Nên mình lấy cái nước ớt mình xịt lên thì xem coi nó như thế nào, coi những cái con côn trùng đó nó có bỏ đi hay không. Rồi khi mà các bạn chính mắt nhìn thấy kiến, tức là thanh long của mình trồng là kiến bò lên, nó bò lên đầy nhóc hết các bạn, thì mình không có thể lấy ba loại, hai loại thuốc của hãng Otho với Sivin mà xịt lên được. Tại vì mình sợ ảnh hưởng tới cái cây thanh long, tới trái thanh long của mình đó, nên mình pha nước ớt với lại alcohol mình xịt lên con kiến nó bò lên trên đây. Thì con kiến bò lên trên đây là thuộc loại kiến nâu các bạn. Nó bò rất là nhanh và nó rất là thích lợi đục những, nó ăn những cái lá thanh long. Thì các bạn nhìn thấy nè, cái lá thanh long của mình bị nó ăn lủng lỗ, nó khuyết lên một chỗ đó các bạn. Đó, rồi xịt cào cào đó. Xịt cào cào thì có thể lấy thuốc xịt được, nhưng mà kiến thì nó bò tùm lum, thì mình xịt nước ớt để không có ảnh hưởng tới sức khỏe của mình các bạn. Đó. Con kiến nó lên nó ăn cái đọt thanh long, nó khoét từng lỗ, và nhất là nó rất thích là lại ăn cái bông các bạn, như những cái bông nụ này mới lúa ra như vậy. Thì những con kiến nó rất thích lợi bu, thì mình lấy nước ớt mình xịt lên, tại vì cay, nồng độ cay đó, nó chịu không nổi đó. Thì hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn nè. Các bạn nhìn thấy con kiến nó bò vậy,
rồi nó lại nó ăn cái đọt non các bạn, nó ăn cái đọt non khuyết như vậy đó. Rồi rồi nó bu lại những cái bông, nếu cái bông của mình nở ra rồi nó đi lại mấy cái bông, nó làm ổ, nó ăn ở trong đó. Thì mình pha nước ớt mình xịt các bạn. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn là có hai loại thuốc để xịt côn trùng của hai cái hãng. Cái hãng thứ nhất là hãng Garden Pet Sivin, thì chế ra thuốc diệt được 100 loại côn trùng. Và hãng thứ nhì đó là hãng Otho, giết 3 con đặc biệt, đó là con bò xít của Nhật, rồi con kiến hai càng màu đỏ và cái con màu xanh. Thì hai loại thuốc này Quỳnh Mai đã xài rồi nhiều năm, và mình thấy hai loại thuốc này có công hiệu nhất trong những mười mấy hai chục loại thuốc bán ở Lô và Walmart các bạn. Là hai hiệu này người ta thích mua nhất, và nó có mặt ở trên kệ của Walmart và Lô. Kể như hôm thì bô cũng có các bạn. Vậy thì đánh giá hai cái loại thuốc giết côn trùng này thì Quỳnh Mai thích cái hiệu Otho hơn, tại vì nó có công hiệu hơn, nó đặc trị giết ba cái loại côn trùng mà nó để ở trên cái chai các bạn. Còn cái loại siêu viên thì nó tổng quát hơn, nó giết tới 100 loại. Thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn về hai cái loại thuốc mình cần có để ở nhà. Tại vì mình làm vườn thì trời nhiệt độ nóng như thế này, côn trùng xuất hiện rất là nhiều các bạn. Từ kiến, bọ xít, rồi nhện nhện đỏ, rồi nhện nhện đen, bò xít xanh, bò xít đen nâu gì có hết các bạn, và những con ong nữa các bạn. Nên mình cần mua hai cái chai này để ở trong nhà của mình, để khi mà cái vườn mình đi ra thăm vườn đó, ở vườn nhà mình xuất hiện loại côn trùng nào thì mình đem xịt ngay thì rất là đỡ. Tại vì cái sức tàn phá của nó rất là nhanh. Như cái con sâu màu xanh này, nếu mà nó xuất hiện ở trong cái đám cải của các bạn rồng, chừng một đêm là nó sẽ ăn rất là nhiều. Và nó vừa ăn, nó vừa phá thành một khoảnh rất là lớn đó các bạn. Và mình khi mà mình đi ra mình thăm vườn, mình thấy cái cải của mình có những cái viên tròn tròn màu xanh đầy hết, đó là cái phân nó ăn xong nó đi ra đó các bạn, nên mình rất là dễ phát hiện. Rồi trồng cà chua thì cũng có loại sâu màu xanh mà rất là lớn, nên mình cũng phải con sâu đó thì mình xem cái chỗ nào có nó thì mình sẽ gấp nó ra các bạn. Tại vì con sâu đó nó lớn rất là dễ gấp ra. Còn con sâu xanh nhỏ ở cải thì mình phải xịt thôi các bạn. Thì lúc đó mình nếu mà cải nó còn nhỏ, ngắn cỡ chừng một lóng tay thì mình có thể xịt hai loại thuốc này. Tại vì mình chưa có ăn các bạn. Còn cải mà nó đã lớn cao cỡ 2 tấc rồi là mình sắp nhổ thì mình không thể xịt hai cái loại thuốc này. Tại vì làm bằng hóa chất thế nào cũng độc hại cho sức khỏe của mình. Thì mình sẽ xịt bằng ớt. Còn nó còn nhỏ thì cái thời gian mà để mình ăn được thì lâu, thì cái tác dụng của thuốc nó sẽ biến mất.
nên khi cải nhỏ thì mình xịt được, còn cải mà sắp nhỏ rồi thì mình xịt không được các bạn. Rồi khi rồi các bạn có trồng thanh long thì các bạn có thể dùng để xịt kiến khi mà cái cây thanh long của mình nó chưa có ra trái ấy, thì mình có thể dùng thuốc này để giết kiến được các bạn. Còn khi mà thanh long nó đã ra trái rồi thì mình xịt kiến bằng ớt với lại alcohol để cho những con kiến nó đi các bạn. Thì hai loại thuốc này rất có ích ở trong vườn của mình. Mình có thể xịt những con bọ xích của Nhật ở bông hồng, rồi đốm lá ở bông hồng. Còn tùy theo cái cây mình có ăn hay là bông thì mình xịt các bạn. Nên hai cái loại thuốc này rất cần thiết ở trong nhà. Vậy hôm nay video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.